Đây rồi, đây rồi. Nào, tất cả con cháu của ta hãy tiến vào thế giới của loài người, bắt bọn chúng, xé xác bọn chúng, rồi ăn thịt đi. Nhìn kìa, nhìn kìa, là lũ quái vật Skippy đi toilet. Mau chạy đi, mau chạy đi. Là, cứu tụi bay, cứu tụi bay. Cảm ơn ngươi, thật chết. Ngươi đã dẫn bọn ta tới đây thật nhiều nguồn thức ăn. Mẹ kiếp, lũ quái vật gì đây? Bọn chúng ở đâu tới vậy? Chết tiệt, bọn chúng xé xác những người dân vô tội ở đây. À, đằng này, đằng đây, lại thêm một con quái vật bốn câu dữ tợn đang ăn thịt một người đàn ông. Khốn kiếp, bọn tránh xa loài người ta ra. Thứ quái quỷ này giết chết được nó rồi. Hay quá, hay quá. Mẹ kiếp, tên con ngươi, ngươi thật to gan. Cái gì chứ, thứ bồn cầu này chết rồi mà. Không phải, không phải, dường như có một thứ khác đang tới đây. Ta sẽ xé xác, ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngươi dám giết chết bạn trai của ta. Ngươi hả? Chết đi, chết đi. Tên con người khổ kiếp, mày có biết mày đã làm mất đi một người thân thiết của tao hay không? Được rồi, tao sẽ ném mày vô bãi rác để cho con trùng ruồi muỗi cắn nhắm cơ thể của mày. Mình vẫn còn sống hay sao? Chết tiệt, sao đầu của mình nhức thế này? Đúng rồi, phải nhanh chóng quay về nhà. Vợ con của mình không biết ra sao rồi. Giọng cười gì đây? Sao cứ quán trong đầu mình thế? Chào các bạn, hôm nay tôi là một con người bình thường. Công việc của tôi là mật vụ FBI. Nhưng trong lúc đang làm nhiệm vụ, đột nhiên thành phố của tôi bị lũ quái vật Skibidi Toilet tấn công. Tôi đã dùng súng giết chết một con quái vật, thì sau đó một con bồn cầu khác lại đánh cho tôi bầm dập, tắt thở. Đến tối, tôi tỉnh lại thì thấy trên đầu của mình có gì đó rất nặng, đồng thời cứ vang lên một tiếng cười quái dị. Sau đó thì tôi cũng nhanh chóng quay trở về nhà để kiểm tra tình hình vợ con của mình. Nhưng khi đến nơi, một điều kinh hoàng đã đập vào mắt của tôi. Máu mè lê láng, vợ và con của tôi đã bị giết. Không, không. Không lẽ là lũ quái vật bồn cầu Skibidi đã làm ra chuyện này? Đúng vậy, chính cái lũ khốn kiếp đó đã giết rất nhiều người trong thế giới nhân loại của các người, và giết chết vợ con của người. Ngươi có muốn báo thù không? Hả? Cái thứ chết tiệt gì đây? Ngươi đâu chui ra vậy? Không lẽ ngươi cũng là đồng bọn với cái lũ bồn cầu khô kiếm đó? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không phải là kẻ thù của ngươi đâu. Ngược lại, ta là ân nhân của ngươi. Ngươi đáng lẽ đã chết ở trong cái bãi rác đó rồi. Nhưng ta đã dùng phép thuật của mình hồi sinh ngươi lại. Và cái đầu của ngươi đã nát bấy, nên ta đã thay thế bằng cái tivi ở trong bãi rác đã luôn. Cái gì? Cái đầu của ta? Cái đầu của ta là một cái tivi à? Không, không. Khốn kiếp, tất cả là do lũ quái vật bồn cầu. Ta phải đi xé xác bọn chúng. Từ từ đã. Người mới hồi sinh nên rất yếu ớt. Bây giờ hãy giúp ta làm một chuyện. Đổi lại ta sẽ ban thêm cho người sức mạnh để người có thể báo thù. Chuyện gì? Mau nói ra đi. Ta muốn hấp thu linh hồn của một số kẻ đầy tội lỗi, nên ta muốn người hãy giết chết bọn chúng. Tôi được một kẻ cớm ghiếc có được cánh kỳ quái cứu sống, và vì muốn báo thù, tôi đã đồng ý thỏa hiệp với hắn, giết rất nhiều tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm để hắn hút linh hồn của những kẻ độc ác này. Đối lại thì hắn sẽ ban cho tôi một quyền năng cao cấp hơn, một khả năng đặc biệt nào đó để tôi đủ khả năng giết chết lũ Skibidi Toilet bồn cầu khốn kiếp kia. Ta đã giết sạch bọn chúng rồi.
Người hấp thu linh hồn của bọn chúng đi. Được, được lắm. Thiệt xa quá, thiệt đã quá đi. Lâu lắm rồi ta mới được hấp thu nhiều linh hồn đặc biệt thế này. Quá tuyệt vời. Nhanh lên, ta đã làm theo những gì ngươi muốn rồi. Mau, bèn cho ta khả năng sức mạnh lớn hơn đi, để ta đi báo thù. Ok con dê, nhận lấy quyền năng của ta nè. Trời đất ơi, ta trở nên to lớn khổng lồ rồi. Hay quá, hay quá. Ngươi hãy đi làm những chuyện ngươi muốn đi. Nếu có gặp khó khăn, hãy quay về đây tìm ta. Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết kẻ đứng trước mặt của tôi, hắn là ai nữa. Tại sao hắn có khả năng đặc biệt đến như thế? Nhưng tôi không quan tâm nhiều. Bây giờ tôi trở nên to lớn khổng lồ rồi. Tôi sẽ cấp tốc quay trở lại thành phố nơi lũ quái vật Skibidi bồn cầu đang náo loạn và hủy diệt sạch bọn chúng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Lũ quái vật bồn cầu muốn ăn thịt tôi! Lũ khốn kiếp, tôi lấy Skibidi! Các người mau dừng lại, cút ra khỏi thế giới loài người của chúng ta. Nếu không được cái trách ta nghiền nát lũ chết tiệt chúng mày. Mày kiếp, ngươi là ai? To gan dám xen vào chuyện của loài chúng ta hả? Để ta nói cho các ngươi biết, ta cũng là con người trước đây, nhưng bị chính các ngươi giết chết. Rồi sau đó ta biến thành như thế này. Bây giờ ta là một quái vật đầu tivi, và chính ta sẽ trở thành kẻ tàn sát ám ảnh kinh hoàng giết chết hết lũ bồn cầu các ngươi. Lũ quái vật bồn cầu ở đằng đây nè, đằng đây nè, cứu tôi với, cứu tôi với. Khốn kiếp, chúng mày núp ở đây định bắt con người ăn thịt nữa hay sao? Mẹ kiếp mày, chủ nhân của bọn ta sẽ đến đây và nghiền nát mày. Cái gì? Chúng mày còn có chủ nhân nữa à? Mày thì hãy kêu hắn tới đây. Tới kẻ nào, ta nhai đầu kẻ đó. Chết hết đi, biến khỏi thế giới của ta. Mẹ kiếp, tên chết tiệt nào to gan dám tấn công thuộc hạ của ta, còn thách thức ta nữa. Cái gì đây? Một tên đầu tivi à? Ta sẽ mẻ nát người của mày. Đâu lẽ đây là toilet Skibidi Boss hay sao? Ăn mạnh quá. Không hay rồi, không hay rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Này, này, tên kỳ bí có đôi cánh quái gì? Ngươi đang ở đâu? Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hãy mau ra đây đi. Ta đây. Thế nào ta cũng biết ngươi sẽ quay về đây tìm ta mà. Ngươi cần gì hả tên con người kia? À không, bây giờ phải gọi ngươi là TV Man mới đúng. Làm ơn, bạn thêm cho tôi sức mạnh đi. Hãy cho tôi một khả năng đặc biệt hơn, để tôi giết chết tên Skibidi Toilet Bot kia. Hắn không hề đơn giản như lũ thuộc hạ hắn là cái bọn bồn cầu nhỏ. Hắn rất mạnh, tôi không có khả năng đấu lại hắn. Làm ơn đi, hãy giúp đỡ tôi. Hả? Vậy à, ta giúp ngươi cũng được, nhưng với một điều kiện. Ngươi phải làm cho ta. Có phải là muốn tôi giết chết ai đó để cho ông bắt linh hồn hay không? Được, ông mau nói đi. Ngươi thật là thông minh. Đó chính là cái lũ học sinh. Bọn chúng đang bị bao vây cô lập bởi lũ Skibidi Toilet. Ngươi hãy tới đó, sẵn giết bọn chúng luôn để ta bắt linh hồn. Không được. Bọn trẻ con đó vô tội mà. Nếu vậy thì ta không thể giúp được ngươi. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Hy sinh cái lũ trẻ con đó để ta bắt linh hồn, đổi lại ngươi cứu được cả thành phố này thoát khỏi lũ quái vật bồn cầu. Thôi được rồi, được rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải cắn răng chịu đựng, tiến vào trong thành phố, đến một ngôi trường có rất nhiều đứa trẻ con mắc kẹt bởi lũ quái vật Skibidi, và tôi lại đi giết chết lũ trẻ con đó để cho tinh thần bí ẩn kia bắt linh hồn lũ trẻ con này và bồi dưỡng sức mạnh cho hắn. Đổi lại, hắn sẽ ban cho tôi một khả năng đặc biệt hơn để giải cứu thành phố. Khi tới nơi thì tôi lại thấy một lũ trẻ con đang bị tấn công bởi một con quái vật bồn cầu nhỏ. Tôi bắt con quái vật bồn cầu đó và ăn thịt luôn nó.
Sau đó thì nhìn lũ trẻ con khóc lóc mếu máo, cầu xin van lại tôi hãy giúp bọn chúng thoát khỏi đây. Nhìn thấy nước mắt của bọn trẻ nhỏ khiến cho lòng tôi vô cùng đau khổ. Tôi không thể nào ra tay với bọn chúng được. Nhanh lên đi, sao ngươi cứ đứng ngơ ra một chỗ vậy? Hãy mau ra tay với lũ trẻ con đó, để ta hấp thụ linh hồn của bọn chúng rồi ta bay cho ngươi sức mạnh mới, giải cứu thế giới này. Không, không, ta không bao giờ làm những điều xâm bậy như vậy đâu. Ta còn chết ta cũng không đụng tới lũ trẻ nhỏ đó. Cái gì chứ? Mẹ kiếp, ngươi dám phản bội lại cuộc giao dịch, cãi lại lời của ta hay sao? Chính ta đã cứu mẹ ngươi đó. Ngươi to gan dám chọc giận thần chết ta đây à? Chết, chết đi. Thì ra ngươi là tinh thần chết khốn kiếp. Hèn chi, ngươi cứ liên tục bắt ta giết ngươi để ngươi hấp thụ linh hồn. Và cũng chính ngươi là kẻ đã dẫn dụ lũ Toleski Bi đi tới đây. Ồ, ngươi biết được toàn bộ sự thật rồi à? Ta dụ lũ bồn cầu đã tới đây để giết loài người các ngươi nhằm hút linh hồn. Nhưng thật không ngờ khi các ngươi chết dưới tay lũ bồn cầu đó, linh hồn các ngươi lại tan biến, khiến cho ta phải suy nghĩ ra một cách khác. Và ta đã lợi dụng cơ thể của ngươi đó TV Man à. Ngươi giết chết đồng loại con người của ngươi thì ta có thể hấp thu được những linh hồn. Rất tuyệt vời. Chết tiệt, chết tiệt. Ta khổ kiếp. Vậy thì ta sẽ ăn thịt ngươi luôn. Dài. Tôi vô cùng căm phẫn khi biết được tinh thần chết đó là cội nguồn của cuộc thảm khốc tàn sát này. Tôi điên tiết và liều mạng cho hắn vào bụng, nhai ngấu nghiến và nuốt hắn. Thật không ngờ nguồn năng lượng của hắn thích ứng với lại sức mạnh của tôi và đã biến hóa tôi trở nên khổng lồ. Lúc này trong cơ thể tôi mọc ra rất nhiều cái TV khác. Hay lắm, hay lắm. Đồng thời thì những con quái vật Skibidi Toilet Bot cũng bắt đầu xuất hiện. Tiến lên, tiến lên, hủy diệt thế giới loài người. Hả? Có một tên to lớn khổng lồ đầu đầy TV kìa. Màu tươi đó xé xác hắn luôn đi. Bọn chúng từ một con ở đâu hù ra một đám. Bọn chúng bao vây tôi, cắn xé và muốn gặm nhắm tôi. Cũng may với cơ thể siêu to siêu khổng lồ, tôi đã giẫm nát, đồng thời còn phun ra một luồng laser cực mạnh nữa. Kết hợp với vụ nổ ánh sáng, tôi tiêu diệt hoàn toàn lũ chết tiệt này, giúp con người thoát khỏi cảnh tàn sát thảm khốc. Không, không, chết hết đi, hãy biến khỏi thế giới của con người. Nơi đây không phải là nơi của các ngươi quậy phá.